xin chào tất cả các em. Cô rất vui được đồng hành với các em trong chương trình môn tiếng Việt lớp 3 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tuần 6, bài 11, lời giải toán đặc biệt. Tiết học ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện nói và nghe. Đội viên tương lai. Mời các em mở sách giáo khoa trang 52, chúng mình cùng nhau học bài nhé. Trước tiên chúng mình nghe cô kể câu chuyện Đội viên tương lai. Các em quan sát, đây là 4 bức tranh và các câu hỏi gợi ý cho từng tranh. Bây giờ các em hãy quan sát các tranh và nghe cô giáo kể nội dung của câu chuyện nhé. Đội viên tương lai. Hôm nay Linh sẽ nộp đơn xin vào đội. Linh vui lắm. Thế là Linh sắp trở thành đội viên rồi. Từ hôm qua, Linh đã nắn nót viết một tờ đơn rất đẹp và cất ngay ngắn trong cặp. Thế mà trước khi đi học, Linh phát hiện ra bé Bi mở cặp của chị lấy tờ đơn ra nghịch lúc nào. Tờ đơn bị làm bẩn một vết. Cô bé cuống quýt viết lại. Dù vội, Linh vẫn cố gắng viết thật đẹp. Đơn xin vào đội cơ mà. Nhưng vì thế mà Linh bị muộn giờ học. Khi Linh đến cửa lớp thì các bạn đang đứng chào cô giáo. Nghe tiếng mở cửa, cô và các bạn cùng nhìn ra. Linh cuống luống cuống, cảm thấy mặt nóng ran vì xấu hổ. Xin lỗi cô ạ. Cả lớp đã ngồi xuống, còn cô giáo đang dịu dàng nhìn Linh. Em gặp chuyện gì phải không? Tờ đơn của em bị bẩn. Em cố viết lại, nên... Vừa nói, Linh vừa đưa hai tờ đơn cho cô. Cô giáo cầm lấy hai tờ đơn, nhìn chăm chú. Linh lo quá. Liệu đi học muộn thì có được kết nạp đội nữa không nhỉ? Cô cười như hiểu được suy nghĩ của Linh. Cô thấy em viết tờ đơn mới còn đẹp hơn cả tờ trước đấy. Nhưng sắp thành đội viên rồi. Em nhớ cần gương mẫu hơn và đi học đúng giờ nhé. Bây giờ thì vào lớp đi em. Nghe cô nói, Linh bất ngờ quá. Nhìn cô tươi cười, Linh vui vẻ đáp lời cô. Em cảm ơn cô ạ. Như vậy vừa rồi, các em đã nghe cô giáo kể nội dung của câu chuyện Đội viên tương lai. Bây giờ, cô mời các em, chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang yêu cầu thứ hai để chúng mình tập kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh nhé. Yêu cầu thứ hai như sau. Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, kể lại từng đoạn của câu chuyện. Các em hãy quan sát bức tranh thứ nhất. Cho cô biết trong tranh đó là hình ảnh gì? Các em ạ, trong tranh đó là hình ảnh. Bạn Linh đang cầm tờ đơn trên tay và trên tay của Linh tờ đơn đã bị một vết mực rất bẩn. Vì ở trong bức tranh chúng mình nhìn thấy có hình ảnh em bé Bi. Chắc là em Bi đã làm bẩn tờ đơn của chị Linh đấy. Câu hỏi gợi ý đó là chuyện gì đã xảy ra với tờ đơn xin vào đội của Linh? Dựa vào bức tranh và câu hỏi gợi ý này, các em hãy kể lại từng đoạn của câu chuyện này nhé. Mời các em bấm dừng hình, chúng mình kể lại đoạn 1 nào. Các em nghe cô kể lại nội dung của đoạn 1, bức tranh thứ nhất nhé. Đội viên tương lai. Hôm nay Linh sẽ nộp đơn vào đội. Linh vui lắm. Thế là Linh sắp trở thành đội viên rồi. Từ hôm qua, Linh đã nắn nót viết một tờ đơn rất đẹp và cất ngay ngắn trong cặp. Thế mà trước khi đi học, Linh phát hiện ra bé Bi mở cặp của chị lấy tờ đơn ra nghịch lúc nào. Tờ đơn bị làm bẩn một vết. Vừa rồi chúng mình nghe cô kể nội dung của đoạn 1 rồi đấy. Cho cô biết chuyện gì đã xảy ra với tờ đơn xin vào đội của Linh?
À, các em ạ. Bé Bi đã lấy tờ đơn ra nghịch và làm bẩn đấy. Bé Bi là em của bạn Linh, đã lấy tờ đơn của Linh ra nghịch và làm bẩn tờ đơn của bạn Linh rồi. Tiếp tục quan sát bức tranh thứ hai, cho cô biết trong tranh thứ hai chúng mình nhìn thấy hình ảnh gì nào? À, các em ạ, trong bức tranh thứ hai đó là hình ảnh bạn Linh đang ngồi nắn nót viết lại tờ đơn cho sạch đẹp đấy. Câu hỏi gợi ý dưới bức tranh hai đó là Linh đã làm gì để có tờ đơn sạch đẹp hơn? Cô mời các em bấm dừng hình dựa vào bức tranh và gợi ý để kể lại đoạn 2 nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Các em nghe cô kể lại nội dung của đoạn 2 như sau. Cô bé cuống quýt viết lại. Dù vội, Linh vẫn cố gắng viết thật đẹp. Đơn xin vào đội cơ mà. Nhưng vì thế, Linh bị muộn giờ học. Các em cho cô giáo biết, Linh đã làm gì để có tờ đơn sạch đẹp hơn? Đáp án của cô như sau, Linh đã cố gắng viết lại tờ đơn cho sạch đẹp hơn đấy. Tiếp tục bức tranh thứ ba. Quan sát tranh 3 và cho cô biết trong tranh đó là hình ảnh gì? Các em thấy trong bức tranh đó là hình ảnh bạn Linh đang đứng ở cửa lớp. Còn trong lớp thì các bạn và cô giáo đã vào lớp. Có lẽ bạn Linh đã đi học muộn đấy. Câu hỏi gợi ý là chuyện gì khiến Linh cảm thấy xấu hổ? Các em nghe cô kể lại nội dung của đoạn 3 để chúng mình có thể trả lời được câu hỏi số 3 nhé. Khi Linh đến cửa lớp thì các bạn đang đứng chào cô giáo. Nghe tiếng mở cửa, cô và các bạn cùng nhìn ra. Linh luống cuống, cảm thấy mặt nóng ran vì xấu hổ. Em xin lỗi cô ạ. Em... Cả lớp đã ngồi xuống, còn cô giáo đang dịu dàng nhìn Linh. Em gặp chuyện gì phải không? Em... Tờ đơn của em bị bẩn, em cố viết lại, nên... Các em vừa nghe cô giáo kể nội dung của đoạn 3. Bây giờ cô mời các em bấm dừng hình để chúng mình tập kể lại đoạn 3 nào. Các em kể được chưa? Cho cô biết chuyện gì khiến Linh cảm thấy xấu hổ. À, các em ạ, à, chuyện làm cho Linh cảm thấy xấu hổ là chuyện Linh đã đi học muộn đấy. Tiếp tục bức tranh thứ tư. Cho cô biết trong tranh thứ tư đó là hình ảnh gì? Trong bức tranh thứ tư mình nhìn thấy hình ảnh cô giáo đang tươi cười cầm hai tờ đơn của Linh, một tờ đơn hỏng và một tờ đơn Linh viết lại. Còn đây là hình ảnh cô bé Linh đang tươi cười đấy. Chúng ta đoán đây là bức tranh vẽ cảnh bạn Linh được cô giáo khen đấy, cho nên bạn rất vui. Câu hỏi gợi ý là vì sao Linh cảm thấy bất ngờ và vui vẻ? Các em hãy bấm dừng hình kể lại đoạn 4 nhé. Các em kể được chưa? Nghe cô kể lại nội dung của đoạn 4 nào. Vừa nói, Linh vừa đưa hai tờ đơn cho cô. Cô giáo cầm lấy hai tờ đơn, nhìn chăm chú. Linh lo quá. Liệu đi học muộn có được kết nạp đội nữa không nhỉ? Cô như hiểu được suy nghĩ của Linh. Cô thấy em viết tờ đơn mới còn đẹp hơn cả tờ trước đấy. Nhưng sắp thành đội viên rồi. Em nhớ cần gương mẫu hơn và đi học đúng giờ nhé. Bây giờ thì vào lớp đi em. Nghe cô nói, Linh bất ngờ quá. Nhìn cô tươi cười, Linh vui vẻ đáp lời cô. Em cảm ơn cô ạ. À. Các em nghe cô kể đoạn 4 rồi, cho cô biết vì sao Linh cảm thấy bất ngờ và vui vẻ. À, Linh nghĩ là sẽ bị phạt. Nhưng ngược lại, cô giáo đã không phạt mà còn khen Linh viết chữ đẹp hơn, khiến Linh bất ngờ và vui vẻ đấy. Như vậy, vừa rồi chúng mình đã cùng nhau kể lại từng đoạn của câu chuyện và trả lời được các câu hỏi ở dưới tranh rồi.
Bây giờ chúng mình hãy nghe cô giáo kể lại toàn bộ câu chuyện một lần nữa nhé. Đội viên tương lai, hôm nay Linh sẽ nộp đơn xin vào đội. Linh vui lắm, thế là Linh sắp trở thành đội viên rồi. Từ hôm qua, Linh đã nắn nót viết một tờ đơn rất đẹp và cất ngay ngắn trong cặp. Thế mà trước khi đi học, Linh phát hiện ra bé Bi mở cặp của chị, lấy tờ đơn ra nghịch lúc nào. Tờ đơn bị làm bẩn một vết. Cô bé cuống quýt viết lại. Dù vội, nhưng Linh vẫn cố gắng viết thật đẹp. Đơn xin vào đội cơ mà. Nhưng vì thế mà Linh bị muộn giờ học. Khi Linh đến cửa lớp thì các bạn đang đứng chào cô giáo. Nghe tiếng mở cửa, cô và các bạn cùng nhìn ra. Linh luống cuống, cảm thấy mặt nóng ran vì xấu hổ. Em xin lỗi cô ạ. Em... Cả lớp đã ngồi xuống, còn cô giáo đang dịu dàng nhìn Linh. Em gặp chuyện gì phải không? Em... Tờ đơn của em bị bẩn. Em cố viết lại, nên... Vừa nói, Linh vừa đưa hai tờ đơn cho cô. Cô giáo cầm lấy hai tờ đơn, nhìn chăm chú. Linh lo quá, liệu đi học có muộn, có được kết nạp không nhỉ? Cô cười như hiểu được suy nghĩ của Linh. Cô thấy em viết tờ đơn mới còn đẹp hơn cả tờ trước đấy. Nhưng sắp thành đội viên rồi, em nhớ cần gương mẫu hơn và đi học đúng giờ nhé. Bây giờ thì vào lớp đi em. Nghe cô nói, Linh bất ngờ quá. Nhìn cô tươi cười, Linh vui vẻ đáp lời cô. Em cảm ơn cô ạ. Như vậy, vừa rồi, các em đã nghe cô giáo kể lại toàn bộ câu chuyện đội viên tương lai. Bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang yêu cầu thứ 3 nhé. Yêu cầu 3 như sau. Nếu là Ninh, khi phát hiện ra tờ đơn bị bẩn, em sẽ làm thế nào? Cô mời các em hãy bấm dừng hình, suy nghĩ và trả lời câu hỏi nhé. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nào. Đây là một câu hỏi mở, chúng ta có thể có nhiều đáp án khác nhau. Đây là một câu trả lời của một bạn học sinh. Nếu là Linh, khi phát hiện ra tờ đơn bị bẩn, em sẽ viết lại, nhưng vẫn đến lớp đúng giờ. Như vậy, bạn Linh trong câu chuyện là bạn đã ngồi viết lại nhưng do không để ý nên đã đến lớp muộn giờ đấy. Còn nếu là chúng ta cứ bình tĩnh và chúng ta sẽ đến lớp và ngồi viết lại cũng được. Không nhất thiết chúng mình phải viết ở nhà dẫn đến việc đi học không đúng giờ các em nhé. Chúng ta có nhiều cách giải quyết khác nhau. Không nhất thiết là mình phải viết ngay lúc đó để làm muộn giờ học của mình. Nhưng bạn Linh trong câu chuyện cũng đã được cô giáo khen vì có ý thức viết lại bài khi thấy bị bẩn đấy. Vừa rồi chúng mình nghe cô giáo kể câu chuyện đội viên tương lai rồi, thì cô hy vọng rằng chúng ta sẽ học được những đức tính tốt ở trong câu chuyện của bạn Linh nhé. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.